Ok, hello và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel game cấp lại của mình. Thì video này chúng ta sẽ tiếp tục với cái game Ark Survival các bạn. Và mình đang ở trong cái ngôi nhà cũ. Cái ngôi nhà mà ở cái tập mấy cái tập đầu các bạn. Các bạn biết lý do tại sao không? Đó là mình mới treo cái nick của mình đó, đứng ở chỗ cái nhà mà bên cái khu khu vực cái con T-Rex đó các bạn. Cái con bên mà cái ngôi nhà mà bên cái nơi sinh sống của con T-Rex đó, cái nhà mới á, thì mình bỏ đó, treo cái nít đó rồi mình đi vô pha cái ly sữa rồi xong cái đảo ra. Mình bị chết ở đây nè, mình bị chết, mình bị cái con gích á, không biết cái con gích hay là cái con mình không biết cái con gích hay là cái con cắn đó, giống như là cái con cuốn chiếu vậy đó, nhìn ghê lắm. Để một lát nữa mình sẽ quay lại cái nhà mới đó cho các bạn xem ha. Thì ở đây là mình vừa mới sống dậy rồi mình hồi sinh ngay chân chỗ cái nhà cũ nè. Đây các bạn thấy không, ngay chân cái giường cũ và mình gặp được cái con khủng long này nè. Trời ơi con khủng long này mới nha các bạn. Trước từ lúc mà mình chơi tới tập này luôn là tập 27-28 mà mình chưa gặp con khủng long này luôn á. Trời ơi, trên mình nói gì nhìn như đá vậy đó. Wow, các bạn thấy ghê không? Nè nhìn nè, mình chằn chuỗi hết trơn rồi. Cái ly sữa nó báo đời mình không à. Rồi các bạn thấy con này nó không phải con to đâu, để mình lại coi rằng thôi. Trời, cái tên của nó nè các bạn ơi, Titanosaurus. Phan, cái tên này khó đọc quá, hình như mình đọc lộn rồi đó. Mình thấy được chữ Titan ha. Trời, cái con này mà mình bắt được chắc đã dữ vậy các bạn. Nó bự hơn con Ronto xiền luôn á. Con Ronto sao ghét là không có cửa với con này luôn. Phải, để mình leo lên cái đuôi nó thử được rồi. Cái nhà của mình thì bị con gít kia nó chiếm rồi. Cái nhà mới á. Thiệt là khổ tâm mà mình vô mình pha ly sữa, mình đảo ra nó cắn mình chết ngắt. Thì là bây giờ mình sẽ tự dặn để mà đảo lại cái nhà mới cho các bạn xem ha. Mất tiêu đồ hết trơn rồi. Thì ở đây có con khủng long rồi. Wow, shit, mày muốn chơi với anh ạ? À? Mày muốn chơi với anh ạ? À? Mày muốn chơi với anh ạ? À? Chơi cả láng với mày luôn. Rồi xong phim với con giặc ghi đây luôn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đảo lại cái nhà cũ nè. Ô, chết rồi, nó nghĩ cho mình hồi sinh lại cái chỗ cái nhà mà mới ở chỗ cái khu vực T-Rex rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ hồi sinh qua bên đây thử rồi. Tự nhiên mình mới vô cái phần này cái gặp toàn là con mấy con khủng long mới không à. Nó nghĩ cho mình hồi sinh ở chỗ cái ấy luôn rồi. Để mình qua đây mình tự dặn ha. À, khu vực bên đây thì toàn là chăn với gắn khổng lồ không à. Mày muốn chơi với anh à, tắt đèn. Bị con gắn với cái ngắt. Đây các bạn thấy không, mình nghĩ là mình mạnh rồi á. Mình bỏ cái con nhân vật của mình mới vào game á. Cái xong mình để đó. Nè, chỗ cái nhà này nè, có con gích chả bá luôn á. Các bạn cẩn thận nha, nó vô nó chiếm cái nhà mình luôn rồi. Nó đâu tiêu rồi. Oh my god, từ giờ mình chết mấy lần rồi đó. Thì nó bỏ đi, kìa, nó còn kìa các bạn ơi. Kìa, thấy chưa. Oh my god, nó chà bá luôn. Nó cắn mình mất tiêu đồ hết trơn rồi. Kìa, nó lại nó cắn mấy con khủng long của mình kìa. Giết nó đi. Rồi chết rồi. Yeah, mày dám giỡn với anh à. Thôi, mừng quá. Đứng xích ra đây nè, đang cho nó bảo vệ cái nhà mình. Rồi, có ốc sên nữa nè các bạn ơi. Rồi đứng đây bảo vệ tôi đi. Cái con T-Rex của mình cũng mất tiêu luôn rồi, các bạn biết sao không? Các bạn biết tại sao mà mình dễ chết gì không? Nè các bạn thấy chưa? Tại vì hồi cấp nãy á, mình dự định là làm một cái clip là cởi cái con khủng long bảo chúa T-Rex đó. Giờ xong rồi mình đi săn. Mình đi săn cái con mà gì Spinosaurus đó, cái con khủng long gai á, tại fan của mình rất là thích con đó ha. Vì thế là mình tính cởi cái con T-Rex để mà đi bắt cái con khủng long gai cho các bạn xem. Ý trời. Ý. Ôi giời. Trời, cái bọc đồ gì mà toàn là giáp không vậy. Kìa các bạn nhìn nào. Áo giáp còn luôn. Trời, cái con kích nó giết mình hồi nãy nè, hình như nó bị lỗi rồi, nó văng cái áo giáp một đống luôn.
Đây đây, mặc tạm vô đi ha. Sao mà có quần không gì? Có quần giáo không các bạn ơi? Gì có quần giáo không ạ? Mình lấy tạm một mớ đi ha. Sao nhiều dữ vậy trời? Rồi, mình lấy tạm một mớ này vừa mình cắt đi. Đây mình cắt vô đây đi ha. Lỡ nó có hư gì chúng ta có thể là thay đổi được. Này thì đây mình cắt vô đây đi. Ồ, sao nó cho mình giáp với quần không rồi đó. Rồi mình đem theo một mớ thức ăn ha. Hết trơn thịt luôn, mình bị té cấp nãy á, mình bị cái con gấu để mình lại cho các bạn xem. Là cái tập mà mình dự định quay á, nhưng mà nó bị lỗi rồi. Do là cấp nãy mình thấy lắc quá mình thoát ra. Rồi mình đứng treo cái thằng nhân vật á, cho nó đứng im vô pha sữa, mà cái lúc đó là nó bị cái con khủng long kia, cái con gấu kia giết rồi đó. Vì thế là mình ở chằn, không có mặc đồ. Bởi vì cái con gít nó vô nó cắn có mấy phát là mình xỉu chín ngắt. Các bạn thấy nhỏ không? Cuộc đời nó lúc nó đen lắm, mất tiêu đi red của mình luôn rồi. Đây là để là đẳng mình cho các bạn xem con gấu à. Mình thấy là cảm giác mình bước qua đây rất là khó sống các bạn ơi. Rồi ở đây là mình kể cái con Allosaurus, nó kìa nó còn một chút kìa. Nó còn quỷ gấu đó. Thấy các bạn thấy không, con gấu màu xanh này nè. Thấy các bạn thấy không, con quỷ đó đó. Nó kinh hồn lắm. Mình ý là mình kể con T-Rex đó nha, mà lại solo với nó lại solo không lại luôn á. Nó còn đó đó. Đây các bạn thấy không? Ở trên mình không biết cái con này con gì nữa. Rồi mình lại mình bắn nó quay lại nó cắn mình chích ngắt. À, để coi cái còn con khủng long bay nữa. Chết rồi, mình bị mắc kẹt cái này rồi. Ây da, khó chịu nha. Ý, có con cá gì nữa kìa. Rồi mình lên rồi. Là mình mất tiêu con T-Rex luôn. À phía trước kìa, con phía trước mới đúng. Đó, mình bị cái con phía trước giết ha. Tự nhiên sau mà mình mở cái bảng này lên cái mình gặp mấy cái con mới cùng không ơi. Đó. Hy vọng là lại đây mình còn gặp cái con khủng long bay của mình ha. Quái gì thế. Rồi nó cắn mình rồi. Yeah, con T-Rex của mình còn đẳng các bạn ơi. Còn sống ha. Hy vọng là nó còn sống rồi đẳng. Ờ nó còn sống. Yeah. Nó chưa có chết, vậy là chỉ mình chết rồi à. Và còn cái túi đồ của mình nữa. Cái túi đồ của mình chắc mắc luôn rồi. À, nó còn sống các bạn ơi. Rồi ngon lành này. Ơi đi về bố ơi, tưởng tao mắc rồi chứ. Khoan, còn con khủng long bay nữa. Con khủng long bay đâu mất tiêu luôn rồi. Sao mình leo lên mình nó không được ta. Con lạ này. Mình sẽ kể con T-Rex dễ các bạn. Thôi đi về thôi. Giết nó. Đúng rồi, giết nó. Cái con này khó chịu thiệt. Quay lại giết nó. Ơi. Ngày thiệt đó. Ngày thương nó. Chắc là mình giết luôn cái con đó quá. Quá đông rồi. Thôi đi. Ghét chứ, mình bực mấy con nó ghê luôn. Bỏ đi. Chúng ta đi thôi. Mấy con nhỏ đó nó rượt theo nó cắn mình chứ ghê chứ.
chỉnh trình lên con T-Rex cho nó cắn mấy con kia. Rồi nó mà giỡn đi, mày giỡn đi. Nó mà giỡn đi. Ghê. Alo sao rớt. Chết rồi. Cái con đó nó cắn cái ghê như vậy, nó cắn chết ngắt cái con trùng bò của mình luôn rồi. Chết rồi, không có đem đồ theo xuống sao chơi với con này được. Mạnh như ghê hồn đi chứ. Được rồi. Quỷ đó nó cắn cái ghê gì. Quên chơi với cây rồi. Ôi trời, con này nó giết cái nhát luôn rồi. Ôi tại biến rồi, tại biến rồi. Chạy thôi, chạy thôi. Chạy thôi. Rồi hết bị mấy con kia hấp dìm tới con quỷ con chim này. Con chim này thấy ghê gì. Oh my god. Oh shit. Rồi nó cắn mình gãy xương rồi, chết ngắt luôn rồi. Alpha Terrible. Con này level 9 mà làm thấy ghê gì này. Mình sẽ phải trả thù các bạn ơi. Hoặc là lỡ hồi vô đây gặp ông nội ông đó, ông gì bực mình ghê luôn gì. Để coi cái bàn này đúng không? Mình sẽ chế đồ ra đi cho chắc, để đi không có đồ cho mình nó cắn nhanh chết lắm. À có được bộ giáp rồi nè, nhưng mà cái nãy mình không chịu chế ra để chết ngắt. Rồi vậy là chết hai em. Chết con T-Rex chứ mà con gì nè, cái con Allosaurus luôn. Đây các bạn thấy chưa, đâu phải là mấy cái con khủng long đó là mạnh nhất đâu. Nó vô nó gặp cái con đó cũng chết ngắt. Đây mình đây. Wow. Bỏ lại. Rồi mình có bộ giáp rồi, bây giờ mình sẽ quái gì thế. Từ từ mấy chú ơi. À mình chế được cây súng rồi nè. À chế được cái dao rồi luôn. Chế cái búa, chế cái này, chế cái này luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ chơi cẩn thận lại hết các bạn. Kéo 500 anh em đi trả thù mới được. Chứ không lẽ để nó ăn hiếp mình gì hoài sao? Phật mình ghê luôn gì. Đây rồi. À cấp nãy mình có cái áo giáp với cái quần nữa mà mình chế chi cho tốn vậy nè. Rồi kiểu này hết trơn thịt luôn. Rồi thịt bọng gì mắc hết. À, không có thịt ăn luôn. Thấy không các bạn, thấy nạn đói tới giờ. Ờ kiểu này chắc mình cho đang thịt sống luôn á. Rồi không có thịt luôn. Ok baby. Đi thôi 500 anh em ơi. Này kéo 500 anh em đi trả thù mới được. Nguy hiểm chập trùng ha. Coi. Rồi mình sẽ lấy cái cây này. Chắc mình nghi ra mắt cá chì lãng chài luôn á các bạn. Rồi sao tự nhiên lắc vậy. Đi làm hoàng tử ếch. Lên đi thôi. Ảnh mình nghĩ là con ếch này nó sẽ làm nên chuyện á. Mới vô sao quần làm mình chết ngắt hết trơn hai con ấy rồi. Cho con ếch nó nghỉ mệt, nó chịu hết nổi rồi. Con ếch này thì xuống núi xuống nước lội được. Và xuống nước lội khá nhanh đấy các bạn. Có con ếch này mình không có chăm cái tâm lý gọi là tấn công á, chúng ta chơi phòng thủ nó im hơn. Chơi gặp mấy con khủng long kia mình gặp ai mình cũng dứt hết, bởi vì đâu có biết đối thủ đâu đúng không. Thế các bạn thấy không, cái con chim của cấp 9 thôi mà nó giết hết trơn hai con luôn, làm như là mình nó con chim đó kìa. Có cái cảm giác gì nó sai sai ở chỗ này nè, sao con chim đó nó mạnh dữ vậy ta, không hiểu nổi luôn á. Kìa nó guồn kìa, kìa các bạn thấy không, nó guồn thấy ghê không.
kìa, nó gặp con nào nó cũng ăn hết trơn kìa. Rồi cái con chim nó thấy ghê vậy, kìa kìa, thôi 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 đi chị. Oh shit, tao bay rồi, mày dỗi xuống đây mày. Đó rồi đó, mà chứ mà mình gặp cái con gấu màu xanh đó nữa kìa, ngộ thì chứ. Ui, còn con sừng bò nữa kìa. Xác hai con khủng long kia đâu tiêu, mình muốn lấy hai cái yên lại với cái túi đồ của mình. Ngắt. Tập này đúng là đúng họ luôn á. Hoài vậy chú. Thôi mà, em biết lỗi rồi. Đây các bạn thấy không, có con ếch nhưng cũng làm nên chuyện á. Rồi rồi, mắc cả chì lẫn chài luôn, vừa mắc hai con khủng long mà vừa mắc hai cái yên, mà mắc cái túi đồ của mình luôn, mới ghê chứ. Đây ở đây có cái trứng gì màu đen vàng nè các bạn thấy không, đến đổi mà mấy con kiến mà mấy con ong mà cũng lỡ kiếm chuyện với mình nữa là các bạn biết rồi đó. Ngon lành. Anh lụm cái trứng màu vàng này, trứng màu vàng này, trứng gì vậy? Hi. Yeah. Trứng khác rồi. Nó lên. Ồ, bực mình thiệt chứ. Lên. Mày nhảy đâu vậy hết? Bực mình thiệt chứ. À phải rồi. Các bạn biết sao không? Do mình ăn lấy trứng của cái con khủng long bay á, thế là nó yeah, nó lại nó cao, nó bắn mình ha. Rồi hai cái xác của hai con quỷ kia mất tiêu luôn rồi. Oh shit, không xong rồi, không xong rồi đại dương ơi, mắc đồ hết trơn rồi. Tập này thiệt là đúng nhỏ luôn á. Rồi con T-Gat đồ của mình mất hết trơn luôn rồi. Thôi được rồi, chúng ta quay về chế tạo súng lại các bạn. Mình sẽ chế tạo đạn đi, rồi chúng ta đi trả thù lại. Tại vì không thể nào kéo 500 anh em đi được đâu. Kéo 500 anh em đi là chết hết luôn 500 anh em luôn á. Vậy là mình mất hết hai cái con, hai con ấy, hai con khủng long ăn thịt bá đạo rồi, con T-Rex với một cái con gì, cái con Allosaurus. Chơi ngu thì chứ, lắm cảm mình chơi ngu thì cái con mình kể con T-Rex á, mình vô mình đánh với cái con này nè, con quỷ này nè, nó mạnh như trâu nè, này nè, quýnh nó hoài nó không chết, nó cắn chúng nhắc con T-Rex mình luôn. Ủa nó chưa cắn, nó cắn mình chết chứ, rồi con T-Rex nó không chết à. Mình vừa quay lại mình cứu. Rốt cuộc là như cái video các bạn xem đó, rốt cuộc bị cái con chim level 9, cái con alpha gì đó, con đó sao mà nó mạnh quá trời mạnh, không biết nữa, không hiểu nổi. Rồi đứng vòng vòng thì bị cái con rết, con rết khổng lồ nó giết. Ây da, ây da, trời ơi, bị con này hấp hấp diêm nữa. Thấy các bạn thấy không, thấy tội nghiệp mình chưa, xuống nước anh hai ơi, anh hai em hối hận rồi. Ui cái con đó con gì nữa kìa các bạn ơi, ui con cá sấu mà nó có cái, nó có lá cờ nữa kìa, các bạn thấy chưa, mà phải dưới nước này có con gì nữa kìa. Trời cái khu vực mình ở này nguy hiểm quá ha. Cái con gì nó đang ăn thịt chứ kìa, chích bà rồi, con chim lấy vừa chín cấp nãy. Thôi 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 thôi, 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 thôi. Tiêu đời mình rồi. Shit. Trời, dám nó lại đây nó ăn hết trơn luôn bầy khủng long của mình lắm á. Kìa con chim lấy vừa chín cấp nãy kìa, các bạn thấy chưa. Này cái con alpha nè. Trời sao nó nhanh như vậy. Mới nói là nó tới rồi kìa. Kìa. Chà 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 chà. Thấy ghê vậy.
Đó, nó phân nó cắn một phát một là chết liền nữa các bạn ơi. Tiêu mình chân này thôi. Rồi mình gặp thứ dữ rồi. Tiêu rồi, mình gặp thứ dữ rồi. Alpha Terrible. Trời ơi, hình như con này trong cái bản mod hay vậy các bạn ơi, nó mạnh quá trời mạnh à. Ôi mẹ ơi, xong phiên luôn rồi. Cái cực quái gì thế này. Dứt cái đi với bồ. Ôi pha pha lụm túi đồ trước. Cái túi đồ mới chết đâu đều rồi, sát bên đây mà. Lùa nó đi với bộ. Trả thù cho anh. Chắc chết hết luôn á. Cái kiểu này đúng nhỏ luôn nè. À túi đồ bên đây nè. Ờ con Raptor giết được rồi. Thôi như là đồ quân của mình. Ý nó giết con Raptor chứ không phải là. Kỳ quái vậy thế này. Trời các bạn ơi, nó giết hết trơn cái bầy khủng long của mình luôn rồi. Ôi mẹ ơi, không xong rồi. Không có đồ đạc gì hết, sao chế. Sao chế cái cửa ở đây. Trời ơi, không có đồ đạc gì hết, sao mình chế cái cửa đâu mình trốn. Trời nó giết hết trơn luôn rồi kìa. Alpha đã bị defeat, có nghĩa là nó bị xỉu rồi. Pha tớp tớp đi. Pha bỏ hết tất cả cũng được nữa, chỉ cần mình bắt được con này thôi. Rồi nó chết luôn rồi. Con này lấy vừa chín nè các bạn ơi. Nó lấy vừa chín mà sao nó ghê chứ gì. Trời ơi, nó giết hết trơn nguyên cái bầy khủng long của mình luôn kìa. Khoan, có cái túi đồ dưới đây nè. Cái túi đồ từ con Raptor. Phải tèo. Rồi nó chết rồi. Nó chết rồi chứ đâu phải nó xỉu đâu. Rồi, phòng tại mày thôi mà mày giết biết bao nhiêu con mà nói. Trời trong game mà mình gặp cái chừng 20 con này chắc xong phim luôn á. Phan. Trời ơi, tưởng đâu cũng có gì nó cũng có thịt không à. Cái thịt mình bỏ vô cái này. Sao kỳ vậy đó, sao tự nhiên nó mạnh như vậy. Đấy các bạn thấy không, đúng là khi chơi cái game này có nhiều điều mình không lường trước được mà chơi cảm giác ức chế luôn á. Trời, cấp nãy mình quên lưu xeo rồi, giờ sao đây. Giờ phải làm sao đây nè. Hơi nhức đầu rồi đó. Oh my god. Thì gọi mấy chú. Làm hết hồn rồi gì. Từ từ để mình suy nghĩ cái nào. Phàng, ở đó có con gì nữa kìa. Phàng, đi theo tao, trả thù luôn. Nhanh lên, tụi mày đi theo tao, nhanh lên. Đây có túi đồ nữa nè các bạn ơi. Đi tụi mày đi theo tao, lỡ chơi cho tới bến luôn đi. Cùng lắm thì chừng nữa mình thu phục lại con khác thôi đúng không các bạn. Mấy con này cũng dễ kiếm mà. Nhưng mà cái mình ức ở đây là không biết sao tự nhiên nó xuất hiện mấy cái con này nè. Nó các bạn thấy không, nó mạnh quá trời mạnh luôn. Ý, người ta các bạn ơi. Ủa, cái quái gì thế này, mình chơi offline mà. Cái gì thế, tôi chơi offline mà trời. Ý, level 27 red. Trời, mình gặp nhân vật gì mới nữa các bạn ơi. Thôi rồi. Hình như là hai mấy cái này là ở trong cái bản mod đó, chứ không phải là trong game đâu. Holy shit. Rồi lại gặp con khủng long đá đó nữa kìa. Nó không cho mình hồi sinh ở chỗ cũ rồi. Hay da gì kỳ gì, mình đang chơi offline mà. Mình nghĩ là mấy cái con quái vật đó chắc ở trong cái bản mod quá à. Không biết fan nào biết thì chỉ cho mình ha. Mình chơi cái game này còn lúa lắm. Đấy các bạn thấy không,
Mặc dù là mình đã chuyển qua nhà mới, chuẩn bị đầy đủ hết từ tại cái ly sữa, một cái ly sữa báo đời vãi đi chứ. Nhưng mà nhìn cái con khủng long này các bạn thấy đẹp ghê ha. Mình quyết định là một rác nữa đi, tại vì mình nhớ là mình có lưu cái sale lại để một lát nữa mình đảo ra rồi mình khôi phục cái sale trước đó lúc mà xây nhà để mà vào chờ đợi cho các bạn xem ha. Cái tập này thì lỡ bị nhỏ rồi thì mình cho nó nhỏ luôn cho các bạn khám phá hết ha. Wow, trời, cái con này bự chập bá gì trời, con này bự hơn con to nữa nè. Titan đọc không kỹ, nó cứ giật giật cái màn ảnh khó chịu quá, nó đi nó dập mình chắc mình sẽ xong phim luôn á. Wow, các bạn thấy không, mỗi một ngày là một sinh vật mới á. Rồi tự nhiên mình bước vô đây gặp thứ dữ không à. Ôi, đi đâu gục đá đấy đó kìa, này còn kêu bằng khủng long đá hay sao đâu. mày để mình lại mình quýnh nó thử coi sức mạnh nó như thế nào đó các bạn. Chơi trò thì mới nè, lỡ tập này nhỏ rồi mình đi khám phá hết luôn đi. Bụp chơi bây giờ muốn chết cũng chết không được nữa. Quá trời không, cái dùng đất cũ của mình à, mình bỏ đi một thời gian. Ý gì, phan con khủng long bay hay là con gì vậy trời. Phan, bỏ đi, bên kia có con chim nữa kìa các bạn ơi. Cái con chim mà lúc mà mình quýnh nó xì ra, nó xì khói ra, nó xì hơi ra, gọi ra cái con khủng long chúa nè. Đây nè, bên kia nữa kìa. Rồi, để mình lội qua cho các bạn xem nha. Rồi, nó bay lên rồi. Ôi trời ơi, cái con gọi là cái con dịch Donald đó các bạn nè. Hy vọng là mày đáp xuống nha. Tao như này nè. Đáp xuống. Ê, đúng rồi anh hai ơi. Đà mình lại mình đục nó phát, nhìn nó xì khói ra rồi các bạn. Ba. Không biết nó xì không hay là quýnh vô nó xì cái chết luôn, ấy. Đâu rồi? Oh my god. Mình mới thấy nó đáp đây mà. Đây nè con quỷ này nè. Mày kìa, nó xì kìa. Đó, nó xì hơi nè. Đó, nó xì hơi nè. Đó, nguyên một con chim nhăn xuất hiện. Em hối hận lắm rồi. Qua cắn nhau đi. Cắn nhau đi mấy bộ. Chết nó. Ừ. Hay đây, tao thích mày đấy mập ơi. Giết nó đi, nó chạy qua tao kìa. Ôi mẹ ơi. Chết em trên này rồi. Devilio, trời ơi. Cái quái gì thế này. Trời ơi. Cái quái gì thế này. Tập này hết bị mấy con kia ăn hiếp. Tập này bị ăn hiếp vãi tèo luôn, còn hơn là cái vụ mà đợt còn bị quýnh hồi độc nữa các bạn. Này con quỷ này nè, chớp gì nữa nè. Đây lỡ này sẵn này thử chơi luôn, xả láng với bồ luôn nè. Đấy, bồ quay lại đây. Mình chơi xả láng với bồ luôn này. Mày đấy. Trời. Không thấy, không biết gì sao mình chết luôn á. Không ổn rồi các bạn ơi. Tình hình này là mình quậy cho nát cái sale này luôn đi, rồi mình ra mình khôi phục lại. Đấy các bạn thấy không, tự nhiên nó ra nhiều quá, nhóc hết trơn mấy con mới luôn. Đấy các bạn thấy không, mấy con này là mình nghĩ là nằm trong cái mod mới á, cây con chăn kìa. Ôi rồi, đợi trời tối nó mới quay lại. Oh shit ơi. Thế thôi, quay lại đây đi, mình chơi cái chiêu võ tộc đánh hổ cho các bạn xem nha. Chơi giặt lộn với con chăn khổng lồ nè. Đấy, nó quay lại cây. À, đợi trời sáng chút đó. Shit. Không sao đâu, cái sale hình như là mình nhớ có lưu lại rồi. Nếu mà mình không có lưu lại thì mình đi chen lại nữa. Nếu mà đi chen thì phải chen sẵn từ đầu đó cho các bạn xem á. Đây, đợi trời sáng chút đi, mình chơi solo với con gắn này, solo Coco cho các bạn xem. Gắn đen thì mình ngon lắm sao. Đây, để thủ nha. Ba, lần ba chiếc ổ. Mày vừa mặt eo ơi. Rồi xong phim luôn. Cái tập này bị ăn hiếp phải chờ đậu luôn. Đây,
quay lại cái chỗ mà cái con khủng long lửa lúc nãy này mà các bạn. Rồi nó khè lửa mình cái nó mất tiêu luôn ha. Thôi toàn là gặp những sinh vật lạ lạ không ơi các bạn ơi. Mấy con đó là trong mấy bản mod đó chứ cấp nãy có người ta đó đó thấy không. Rồi là chắc là có một cái bộ lạc nào đó đang sống ở trên này nè, thông qua cái mod đó. Tại vì nếu mà mình hiểu là cái game sinh tồn này chỉ có mình nên mình thôi, mà ở đó có cái bộ lạc nữa là mình nghĩ là tại vì mình hiện tại giờ mình đang cài thêm hai cái mod mới. Một cái mod là có thêm những cái con khủng long mới á, chứ mà một cái mod kia mình cũng không biết là mod gì nữa. Thấy cái quảng cáo hình cũng ghê lắm. Đấy, vô đây đi rồi sống, sống nổi lắm. Ý là hiện tại giờ là mạnh chà bá lửa gì đó. Trời, con khủng long này mình có một ước ao là sẽ bắt được con này ha. Trời ơi, nhìn nó lực kìa. Mà con này lại ăn cỏ nó mới ghê chứ. Phê phê, ước gì được leo lên trên mình nó cưỡi. Đây đây, mình nữa. Gì vậy? Không, ba là to. Đây, mình đã biết ha các bạn, ở chỗ nhà cũ mình sẽ có con này đúng không? Một lát nữa mình sẽ đảo ra để mà mình khôi phục cái cell lại á. Mình khôi phục cái cell lại và mình đảo lên đây để bắt con này ha các bạn. Mình nghĩ con này nó ăn cỏ là nó đi chậm nè, rất là dễ bắt. À, tới giờ bị ăn hiếp rồi, kiểu gì cũng bị ăn hiếp được cái chơi đó quên. À, tới giờ bị cái con này nó ăn hiếp nên mới ghê. Rồi tắt luôn. Không thấy được cái cá gì. Titano sâu. Oh shit. Rồi, mấy cái nhà mình nó không cho mình vô luôn rồi. Nó bắt đầu thai ở cái chỗ rồi là random á. Đây. Tập này đi. Chưa có tập nào mà nhỏ như tập này luôn các bạn. Hết bị rớt rồi tới bị này kia được cắn cái con mới được tùm lum tí la hết. Nhưng mà mình cũng phát hiện ra một điều ha. Đó là ở phía cái nhà cũ của chúng ta sẽ có được cái con khủng long đá khổng lồ đó, cái con Tita gì đó mình không đọc kỹ cái tên đó. Mình không thấy kỹ, không thấy rõ. Thì mình sẽ quay trở lại đây, kéo 500 anh em lại đây. Không cần 500 anh em đâu, tại vì mình có súng mà. Cái con phục cái theo là mình có súng. Mình sẽ quay lại để bắt cái con đó ha các bạn. Trời, cái con đó nhìn giống như cái con gì trong phim gì quên rồi. Cái phim gì à? Gogila các bạn, cái con Gogila nhìn cái lưng nó giống giống á. Giống giống thôi. Rồi khủng long nữa bắt đã. Ok thôi được rồi, video này ngắn ngắn thôi chứ nhỏ quá nhỏ rồi. Giờ chết không à, đi vòng vòng cũng không được gì đúng không? Mình sẽ tạm dừng cái video này và up lên luôn cho các bạn xem cái số nhỏ của mình á. À, và tập sau thì mình sẽ khôi phục lại cái cell để mà vào đi bắt cái con đó cho các bạn xem. Đó, con đó. Chứ mà cái con Binosaurus đó các bạn, cái con khủng long rai á, fan của mình biết là rất là thích cái con đó. Mình xém mấy lần bắt được rồi. Nhưng mà lại bắt không được. Nhưng mà các bạn thấy mình chơi game không? Vô tuy là tưởng các bạn tưởng đâu mình mạnh lắm rồi đúng không? Mình cũng tưởng đâu là mình mạnh lắm rồi, cầm súng đồ bắn cạch cạch đồ. Vô đó gặp cái con đó đi rồi mày bắn. Chết. Cấp nãy đó thấy không? Ý là con T-Rex với mà cái con Allosaurus của mình mà chơi không lại cái con level 9, cái con chim Dodo. Mình nghĩ là cái con đó là cái con Dodo nó tiến quá nó mà còn chơi không lại. Bó tay luôn. Vãi tẹo nó mạnh thiệt chứ. Thôi đi đây, mình sẽ tạm dừng cái video này ha các bạn. Và các bạn xem thì nhớ like và ủng hộ like và chia sẻ để ủng hộ tinh thần của mình ha. Thì dĩ nhiên là nếu mà các bạn nào từng xem qua những cái YouTuber những nói nó bị lộn, những cái YouTuber khác mà chơi cái game này và các bạn biết những cái sinh vật mà cấp nãy tấn công mình á, thì các bạn cứ bình luận ở phía bên dưới để mình biết ha. Mình biết đường để mình tránh, nhưng mà chúng ta phải sử dụng cái chiến thuật như thế nào á để mà bắt được mấy con đó. Mình thấy nó mạnh đúng không, nó là kẻ thù đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta bắt được nó mới đã. Ví dụ như con khủng long này là các bạn thấy nó bự rồi, trời ơi, chúng ta mà bắt được nó thì thôi rồi, quá cháy bùi chét luôn. Với mà cái con rết cấp nãy nó cắn mình đúng không, chúng ta bắt được nó rồi, cởi nó thôi là cũng phê rồi. Mà các bạn xem đi, mình chơi cái game sinh tồn gì đâu mà toàn bị ăn hiếp không. Ăn hiếp từ đầu mùa đến cuối mùa luôn các bạn. Mà con này nhìn quá trời đẹp đi. Phê. Ok thôi được rồi, bye bye tất cả các bạn và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở cái video sau ha. Video sau mình sẽ khôi phục lại cái cell và quay trở lại để bắt con này. Bắt con này trước đi ha. Rồi cái con nếu mà trên đường đi á, nếu mà gặp được cái con Binosaurus á thì mình sẽ bắt luôn. Bye.
Rồi, bye bye tất cả các bạn ha, mình sẽ tạm dừng đây.